Kính thưa quý vị, Dubai chi 1 tỷ Mỹ Kim xây tòa tháp cao nhất trên thế giới. Dựa trên cảm hứng từ khu vườn treo Babylon, Dubai đang lên kế hoạch để xây dựng tòa tháp cao nhất thế giới với tổng chi phí lên đến 1 tỷ Mỹ Kim. Công trình dự kiến sẽ vượt mặt tòa nhà Burj Khalifa cùng đặt tại Dubai. Vốn sở hữu hàng loạt những kỷ lục thế giới, Dubai luôn khiến thế giới bị choáng ngợp trước độ chịu chơi, khó đô thị nào bị kịp. Đang nắm trong tay tòa nhà chọc trời cao nhất trên thế giới, Burj Khalifa với chiều cao 828m, Dubai tiếp tục muốn khẳng định một lần nữa khi dự kiến xây dựng tòa tháp cao hơn mang tên The Tower. Công trình mới sẽ do chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đứng hậu thuẫn phía sau dự án. Theo dự kiến, tòa tháp được thiết kế với bàn cong xoay, lấy cảm hứng từ khu vườn treo Babylon huyền thoại, một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại đã biến mất. Theo tiết lộ của Chủ tịch tập đoàn IMA, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành công trình, ông Mohammed Alaba cho hay tòa tháp mới sẽ có chiều cao vượt qua 828m của Burj Khalifa. Tuy nhiên, chiều cao cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Với chi phí xây dựng dự kiến lên đến 1 tỷ Mỹ Kim, công trình không xây dựng theo kiểu một tòa nhà chọc trời truyền thống. Tại đây sẽ có đài quan sát với khu vực vườn thực vật với ban công bằng kính tự xoay ra ngoài. Tập đoàn IMA cũng tiết lộ công trình còn bao gồm cả khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm. Dù dự kiến có chiều cao hơn tòa tháp Burj Khalifa, nhưng The Tower có thể không được công nhận là công trình cao nhất trên thế giới. Theo tiêu chí đánh giá của Hội đồng Nhà cao tầng và Đô thị Habitat, chiều cao cấu trúc phải có diện tích sử dụng ít nhất là 50% mới được xem xét xếp hạng trong danh sách các tòa nhà cao nhất trên thế giới. Được biết, tòa tháp mới của Dubai sẽ nằm gần khu bảo vệ động vật hoang dã, nơi thường xuyên thu hút loài chim hồng hạc và một số loài chim nước. Công trình sẽ do các kiến trúc sư Tây Ban Nha và Thụy Sĩ thực hiện. Dự kiến, tòa tháp sẽ mở cửa khai trương vào dịp Dubai tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế thế giới năm 2020.